bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long, cuộc hôn nhân tan vỡ vì xung đột lợi ích, cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn sau 2 năm. Diễn viên Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã kết hôn được 15 năm và có một cô con gái chung. Hai vợ chồng, nữ diễn viên từng là cặp đôi giàu có quyền lực của giới giải trí Hoa ngữ, tuy nhiên hôn nhân của họ vừa nghi vấn rạn nứt. Một, ồn ào ly hôn xuyên biên giới đã lắng xuống. Tin tức về vụ ly hôn xuyên biên giới và phân chia tài sản của cặp đôi Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long thực sự gây sốc. Hồi đó họ thể hiện tình cảm trước công chúng nhưng vài năm gần đây, cả hai không còn xuất hiện chung cùng nhau. Có thông tin cho rằng Triệu Vy đã chi rất nhiều tiền để mua nhà ở Singapore, thậm chí còn viết tên con gái vào giấy chứng nhận tài sản. Đây được cho là bước chuẩn bị cho việc phân chia tài sản khi ly hôn với chồng doanh nhân người Singapore gốc Trung Quốc. Mặt khác, Huỳnh Hữu Long đang gặp rắc rối, vướng vào khủng hoảng nợ nần và liên tục gặp phải những tin tức tiêu cực. Sự tan vỡ trong mối quan hệ của họ đã được biết đến từ lâu, sau khi cả hai vướng nghi vấn sống ly thân được vài năm trước khi quyết định chia tay. 2. Tính toán thông minh nhưng lại vướng vào rắc rối. Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long tưởng mình thông minh và chuyển một lượng lớn tài sản sang Singapore nhưng cuối cùng lại tự trước vào rắc rối. Tại Singapore, họ mua bất động sản quy mô lớn và việc phân chia tài sản sau ly hôn của họ trở nên rắc rối. Huỳnh Hữu Long bị chủ nợ truy đuổi vì khoản nợ lên tới 200 triệu nhân tệ, hơn 700 tỷ đồng. Vụ kiện này đã diễn ra một thời gian và vẫn chưa đến hồi kết. Trước đó vào năm 2017, vợ chồng Triệu Vy bị phát hiện làm ăn gian dối. Sau đó, Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc ra lệnh xử phạt và cấm họ tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Vợ chồng Triệu Vy cùng các thành viên khác trong công ty cũng vướng vào vụ kiện tụng đòi đền bù của hàng trăm nhà đầu tư với tổng số tiền rất lớn. Hàng loạt hành vi sai trái trong kinh doanh thời gian trước đã khiến thủ tục ly hôn của họ bị kéo dài gần 2 năm mới xử lý xong. 3. Nguyên nhân ly hôn nằm ở Huỳnh Hữu Long. Huỳnh Hữu Long đơn giản là một thảm họa. Một số nguồn tin tiết lộ rằng anh họ của Huỳnh Hữu Long và anh họ của anh đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ở Myanmar và Trung Quốc. Để kiếm tiền bất chính, sau khi bị phanh phui, nam doanh nhân sợ hãi và bỏ chạy. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là Huỳnh Hữu Long còn dính líu đến loạt băng đảng xã hội đen, hoạt động phi pháp ở Đông Nam Á. Triệu Vy không muốn bị Huỳnh Hữu Long kéo xuống bùn lầy nên nhanh chóng vạch rõ ranh giới với anh ta. 4. Thỏa thuận hôn nhân đặt lợi ích lên hàng đầu. Cuộc hôn nhân giữa Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long ngay từ đầu đã đầy mùi lợi nhuận. Để có được tài nguyên ở Trung Quốc, Huỳnh Hữu Long sẽ làm bất cứ điều gì với lợi thế từ việc Triệu Vy rất nổi tiếng, cô có mối quan hệ lớn trong giới giải trí lẫn giới kinh doanh ở Trung Quốc, nên Huỳnh Hữu Long đã chọn cô để kết hôn. Nhưng điều Triệu Vy coi trọng là tiền bạc và tài nguyên của Huỳnh Hữu Long. Nguồn gốc của cái gọi là sự giàu có của Huỳnh Hữu Long luôn là điều bí ẩn, vẫn chưa từng được phanh phui. Nếu truyền thông có tiết lộ thì đó chỉ là thông tin về một vài hoạt động kinh doanh nhằm để che mắt dư luận. Sau khi Triệu Vy kết hôn với Huỳnh Hữu Long, cô cũng theo anh ta vào khu vực thị trường vốn. Họ liên tục thực hiện các hoạt động kinh doanh phi pháp. Cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn không phải vì tình yêu đích thực, mà chỉ đơn thuần là mối quan hệ lợi ích lên hàng đầu. Loại mối quan hệ đặt lợi ích lên hàng đầu là chắc chắn sẽ sớm kết thúc. 5. Trò chơi tình tiền. Triệu Vy nổi tiếng là kẻ điên trong giới kinh doanh. Cô dựa vào danh tiếng của mình trong làng giải trí để xây dựng mối quan hệ khắp nơi và có mối quan hệ thân thiết với các ông chủ lớn như Jack Ma, Sự Ngọc Trụ. Sau khi đầu tư, họ đã thực hiện một số thủ đoạn bẩn thỉu, chẳng hạn như việc mua lại các công ty, doanh nghiệp với đòn bẩy cao. Họ dùng mỗi ít tiền để kiếm được số tiền lớn và khiến thị trường hỗn loạn. Sự giàu có của Triệu Vy đã tăng lên nhanh chóng như những hành động nhỏ này. Nhưng những ngày đầu cô gặp khó khăn ở thị trường vốn, cô đã dựa vào Huỳnh Hữu Long để có được một chút vinh quang, dù vi phạm pháp luật và đạo đức. Cuối cùng, lòng tham của Triệu Vy đã khiến hình ảnh và sự nghiệp của cô sụp đổ hoàn toàn. Cô bị giới chức Trung Quốc trừng phạt, các tác phẩm của cô bị gỡ khỏi kệ và bị dư luận mắng mỏ. 6. Hôn nhân tan vỡ là điều khó tránh khỏi. Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long ly hôn, có gì đáng ngạc nhiên? Cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu đã là sự trao đổi lợi ích. Huỳnh Hữu Long muốn dựa vào danh tiếng và các mối quan hệ của Triệu Vy để mở rộng kinh doanh. Triệu Vy muốn có tiền và cơ hội của Huỳnh Hữu Long, nhưng một khi có lợi ích không cân bằng thì cuộc hôn nhân sẽ đi đến hồi kết. Những chuyện vô đạo đức của Huỳnh Hữu Long trong giới kinh doanh và những hoạt động phi pháp ở thị trường vốn của Triệu Vy đã hủy hoại danh tiếng của họ. Khi các quyết định trở nên khắt khe hơn và công chúng đang theo dõi, họ có thể sẽ phải chịu nhiều thiệt hại hơn trong tương lai. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Những tranh chấp nợ nần và làm ăn phi pháp của Huỳnh Hữu Long sớm muộn gì cũng phải bị pháp luật xử lý. Họ tưởng có thể đi ngang trong đại dương lợi nhuận, nhưng không ngờ cuối cùng thuyền lại bị lật. Cuộc hôn nhân này tan vỡ là điều khó tránh khỏi, đồng thời đó cũng là hậu quả của việc họ theo đuổi lợi nhuận mà bất chấp vi phạm pháp luật và đạo đức. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.